Rồi xin chào anh em ha. Đó. Thì hôm nay anh bắt trong RV ra một con chim cô gái Malay nữa nè nha. Hôm ngày tháng cũng bao bốn con anh em. Đó những con chim mà nó bị tạt lỗi này nè. Thì lâu lâu nó cũng bị một con anh em, chân nó bị không được ấy anh em. Nó bị què chân á. Con này nó khỏe mạnh ha. Bự khỏe mạnh này. Năng uống rồi nó ok đó anh em. Giờ cho nó ra thiên nhiên được rồi đó. Cho nó đi về với thiên nhiên đi, tại vì nó không có duyên nợ, cho đi về với thiên nhiên đi, nó bị bệnh tật à. Nuôi lớn rồi thả về với thiên nhiên đó, về thiên nhiên sống sinh sôi nảy nở nha. Trời ơi, bay vô bụi nè, bay ra bắt thấy ra anh em. Có con chim mới nè, thả ra thường ít biết bay anh em, chú con mà. Tiêu cái gì đước rồi nè, nó mới về giờ đây ốc tiêu rồi. Hôm tắt điện thoại mình nè, kiếm nó nghe nè, thả nó nghe. Rồi đó, mình đuổi nó cái bay lên lúc nhà nha em, an tâm ha. Đó bây giờ đó nha. Nếu mà nó về đây, nó về đây thì mình vẫn gãy lúa cho nó ăn bình thường nghe anh em. Đó, còn nếu mà nó đi luôn thì cho nó đi luôn. Ha. Còn nếu có về thì mình vẫn thấy nó gãy lúa cho nó ăn bình thường nha. Tại thời gian đầu đó, nó không biết tìm thức ăn đâu anh em. Đó. Thì nó đi vòng vòng, ấy thì mình vẫn cho nó ăn. Đó. Nó bệnh thì cho nó đi ha. Đó. Rồi.